Chúng ta sẽ tưởng tượng, bây giờ là cái thời điểm là chúng ta tưởng tượng. Có một số doanh nghiệp thì chúng ta ra Tết, chúng ta mới lập cái kinh doanh. Ví dụ bây giờ các anh chị ra Tết là hết Tết, năm nay là tháng 1 năm 2022, hay nhầm. Có rất nhiều doanh nghiệp chúng ta lập kinh doanh, chúng ta ví dụ là tháng 12, hay tháng 12 là 2024, hoặc là tháng 1 năm 2025, thời điểm đó là dịp Tết, chúng ta mới lập cái kinh doanh. Và rất nhiều người sẽ bị mắc một cái sai lầm. Khi chúng ta lập kinh doanh xong, chúng ta nhìn này, chúng ta có mục tiêu kinh doanh. Chúng ta có mục tiêu kinh doanh, rồi chúng ta có chiến lược kinh doanh. Chiến lược kinh doanh. Đấy đúng không? Rồi chúng ta có chiến lược của phòng thế ạ. Chúng ta có chiến lược của phòng bạn. Mình dùng một từ chính xác hơn là mục tiêu và thế ạ. Mục tiêu và chiến lược của phòng bạn. Mình sẽ nhắc lại phần này. Hàng năm ví dụ như thời điểm tháng 12 hoặc tháng 12 2024 hoặc tháng 1 2025, các anh chị mới ạ, mới lập mục tiêu kinh doanh. Rồi các anh chị sẽ có chiến lược để đạt mục tiêu. Và sau đó chúng ta sẽ có gì ạ? Có mục tiêu và chiến lược của phòng ban. Nhưng có một điều mà nó rất chúng ta phải chú ý một chút. Rất nhiều người lập cái kinh doanh xong thì thời điểm đó đã gì ạ? Ra Tết rồi. Nó rơi vào tháng 1 hoặc tháng 2. Và năm nay là gì ạ? Chúng ta ăn Tết xong là bắt đầu ra tháng 2 của năm 2025. Và lúc khi mà chị lập kinh doanh xong ấy, các anh chị sẽ gặp một vấn đề. Đó là nỗi đau của chị, đó là câu chuyện này. Mình nói đến phần số 4 này, nó là phần cốt tử của anh chị. Đó là câu chuyện về nhân sự. Câu chuyện về nhân sự. Ngay sau khi ra Tết, các anh chị nhận thêm một vấn đề. Có một nhóm nhân sự nhận lương thưởng sau và xin nghỉ. Mình xin nhớ lại nhé. Các anh chị không có một kế hoạch nhân sự, các anh chị không sự chuẩn bị ấy. Thì ngay sau khi ra Tết sẽ có một nhóm nhân sự gì ạ? Nhận lương thưởng xong nghỉ việc. Và cái để và khi để bù đắp cho cái nhóm nhân sự đó cộng với biểu cái mục tiêu khi giờ làm sao tăng năm trước, thì cái việc mà anh chị nhìn này, cái việc mà chúng ta tuyển dụng này, rồi chúng ta đào tạo này, cái việc chúng ta tuyển dụng và chúng ta đào tạo người để làm được việc là chúng ta mất gì ạ? Chúng ta mất ít nhất 2 đến 3 gì ạ? Đến 3 tháng. Chúng ta mất đến 2 đến 3 tháng để có người làm được việc, tuyển dụng đào tạo. Thì lúc đó đến giữa năm của năm 2025 rồi, và nó lỡ toàn bộ cái trend kinh doanh của công ty. Và đó là một trong những sai lầm của hầu hết các doanh nghiệp. Rất khó khăn trong việc thu hút, trong việc tuyển dụng, trong việc đào tạo, trong việc giữ chân nhân tài. Và nó đồng bộ được cái chiến lược nhân sự đấy với mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp, với cái trend kinh doanh doanh nghiệp. Thế nên mình thấy là gì? Một trong cái nỗi đau, những cái lớn nguyên nhân dẫn thất bại của việc đạt được kinh doanh hay không, đó là vấn đề nhân sự. Ngay sau khi ra Tết, một nhóm nhân sự nhận lương thưởng xong nghỉ việc, nghỉ việc không có kế hoạch, nghỉ việc không có thông báo trước, vào doanh nghiệp nó bắt đầu đi tuyển dụng, bắt đầu đi đào tạo, đúng không, để làm công việc, thì chúng ta mất đến 2-3 tháng rồi. Tháng 2 là ra Tết, bắt đầu tuyển dụng đến tháng 5 hoặc đến tháng 6 năm 2025 chúng ta mới có người làm được việc, thì lúc đó chúng ta đã mất nửa năm rồi, chúng ta lỡ cho kinh doanh thành công rồi. Đấy, thì đến cái lớp lập kinh doanh mình sẽ hướng dẫn cho anh chị. Đầu tiên là cái việc là chúng ta phải hiện ngoài cái việc là chúng ta ra quyết định, là chúng ta đi đúng hướng rồi, chúng ta nỗ lực ở chúng ta đạt mục tiêu rồi, cái phần rất quan trọng là phần kế hoạch nhân sự, cái phần chiến lược nhân sự, kế hoạch nhân sự là phải đồng bộ với mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp, nó phải đi theo trend kinh doanh của từng mảng kinh doanh để theo thời điểm. Thì đây là một vấn đề đặc biệt là cốt tử của doanh nghiệp. Đấy, thì đây là mình muốn chia sẻ về câu chuyện là lập cái kinh doanh, đấy, mà đồng bộ chiến lược nhân sự, kế hoạch nhân sự với chiến lược kinh doanh và kế kinh doanh của công ty. Đây là phần chúng ta sẽ nhìn thấy đây. Và có một điều chúng ta sẽ nhìn thấy này, ngoài cái nhân sự còn thấy một điều, khi chúng ta lập được kinh doanh xong, chúng ta thấy ạ, nó không có sự đồng bộ giữa tổng công ty, giữa các ạ, thư viện, rồi giữa các phòng ban, rồi giữa các ạ, cá nhân. Và ngày xưa ấy, khi mà mình chưa có nhiều trải nghiệm thì bắt đầu thì mình phải mày mò và mình phải trả giá rất là nhiều. Và từ khi bắt đầu mình ra nước ngoài mình học về BSc và OKR, và mình đã có một cái thói quen là gì, mình đồng bộ được cái gì qua cái công cụ và mình có thói quen ứng dụng BSC và OKR vào để kinh doanh của doanh nghiệp, và làm sao để lượng hóa được các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, là các mục tiêu then chốt và các kết quả then chốt của tổng công ty xuống từng nhà các đơn vị kinh doanh, rồi xuống từng các nhà các phòng ban, rồi xuống từng cá nhân nhà. Và cái mục tiêu là gì ạ? Nó sẽ đồng bộ với nhau và nó kết nối với nhau để đảm bảo rằng tất cả mọi người nhìn thấy mục tiêu kinh doanh của nhau, và để mọi người có thể push nhau, mọi người đẩy nhau, mọi người có thể gì ạ, thảo luận với nhau và mọi người đẩy nhau để làm gì ạ, và thậm chí là cãi nhau để mọi người có đạt được mục tiêu kinh doanh chung của công ty. Đấy,
nhiều khi phải đặt bàn đặt ghế nó ra vấn đề, và đó là cách một doanh nghiệp chúng ta làm việc. Thì hôm nay mình xin chia sẻ chị những vấn đề căn bản như vậy. Là cái chị có thể hiểu là cái việc là gì, khi mà chúng ta lập cái kinh doanh nó có gồm rất nhiều bên, và chúng ta rất dễ khi chúng ta không nhìn bức tranh tổng thể về việc lập cái kinh doanh, chúng ta không nhìn được những mắt xích yếu trong việc lập kinh doanh, chúng ta không nhìn những rủi ro trong việc lập kinh doanh, chúng ta không có dữ liệu ra quyết định, thì chúng ta rất khó để chúng ta có thể lập được kinh doanh và nó để nó đạt, để nó mang tính khả thi, và chúng ta có thể đạt được một kinh doanh đó, và mọi người để có sự cam kết, để có sự đồng nhất về mục tiêu, để biến cái dạng mục tiêu kế hoạch thành kết quả thực tế trong năm 2022.